10 Lite, cụm camera giống Pixel 4XL, tài khoản Twitter có tên gọi Talk TV vừa đăng tải loạt ảnh được cho là ảnh thực tế của Galaxy Note 10 Lite, phiên bản giá rẻ của chiếc smartphone cao cấp Galaxy Note 10. Từ những hình ảnh do Talk TV đăng tải cho thấy, sản phẩm sẽ sở hữu thiết kế màn hình phẳng thay vì màn hình cong như hai phiên bản cao cấp hơn là Galaxy Note 10 và Galaxy Note 10+, nhưng cũng sở hữu thiết kế màn hình tràn viền đục lỗ để đặt camera trước ngay giữa màn hình. Sản phẩm có mặt lưng bằng kính cường lực. Nhưng dường như không được trang bị hiệu ứng ánh kim Aura như trên hai phiên bản còn lại. Điểm nhấn nổi bật nhất ở mặt sau chiếc smartphone này đó là cụm ba camera được đặt trên một hình vuông nổi bật. Kiểu thiết kế này giống với thiết kế mặt lưng của chiếc smartphone Pixel 4 XL được Google ra mắt vào năm ngoái. Từ những hình ảnh do TikTok TV đăng tải cũng cho thấy sự hiện diện cây viết S Pen đặc trưng của dòng Galaxy Note. Các nguồn tin cho biết cây viết S Pen trên Galaxy Note 10 Lite cũng được trang bị các tính năng tương tự trên phiên bản Galaxy Note 10 cao cấp hơn, như hỗ trợ khả năng điều khiển bằng cử chỉ trên S Pen. Nhận diện chữ viết tay trên màn hình và chuyển đổi thành phông chữ máy tính.